một vài cái tip để nho nhỏ về cách mà các bạn có thể cải thiện cái ngôn từ của mình. Bạn hãy tưởng tượng trong đầu mình có một cái túi đựng từ và bạn dán nhãn cái túi đó. Ví dụ như là mình sẽ dán nhãn cái túi là gia đình, thì trong đầu bạn có bất kỳ một cái gì liên quan tới gia đình, trong một khoảng thời gian ngắn bạn ngồi bạn suy nghĩ đi. Nhà cửa, ba mẹ, anh chị gì đó vân vân. Thậm chí có những từ nó không nằm trong từ điển, bạn cứ nhét vào. Thật ra thì các bạn sẽ cảm thấy hơi chán nếu như cứ ngồi đọc sách hoặc là viết. Thì bây giờ các bạn cũng có thể nghe sách nói. Hoặc là nếu như mà các bạn cảm thấy là bây giờ không biết viết cái gì thì các bạn cứ cái gì cũng viết á. Hoặc là các bạn có thể chơi một cái trò chơi, bạn sẽ viết một cái từ khóa ở chính giữa, ví dụ như là từ hoa đi. Xong rồi sau đó bạn sẽ viết những cái từ tự nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Sau đó bạn sẽ lấy từ hoa, bạn kết hợp với bất kỳ một cái từ nào ở trong đó, rồi bạn nghĩ ra một cái câu chuyện để bạn kể. Thì khi đó bạn sẽ rất nhạy đối với cái việc là sử dụng ngôn từ.